Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Napka và Savia, cô gái của sa mạc, hầu như 100% sẽ là vị tướng thức tỉnh tiếp theo. Thì hôm nay mình mời các bạn cùng với mình, chúng ta cùng dự đoán bộ kỹ năng của vị tướng thức tỉnh Savia sắp tới nha. Về tạo hình thì các bạn nghĩ nó sẽ giống, mình sẽ nghĩ nó sẽ giống như con ở Hoa Kình Beranda, vẫn theo trường phái là pháp sư và gây sát thương diện rộng các bạn. Và với trường phái pháp sư và gây sát thương diện rộng thì tối thiểu của vị tướng này sẽ được nâng cấp vào đội hình như sau. Hiện tại thấy đôi cánh của vị tướng này hơi phèn, đôi cánh hơi phèn. Một là sẽ nâng cấp đôi cánh, thứ hai là cây trượng nó hơi bé so với quyền lực của một con ở Hoa Kình, sẽ to và hầm hố như là ở Hoa Kình Belinda. Cái thứ ba đó là biểu tượng tóc và cái vương miện trên đầu cũng sẽ hầm hố và ngầu hơn các bạn. Tuy nhiên về cái design ban đầu thì cơ bản nó vẫn giữ vậy, nhưng mà sẽ hầm hố và ngầu hơn. Rồi tiếp tục về trang phục, theo mình nghĩ thì trang phục vị tướng này sau khi ở Hoa Kình có thể là có khoác thêm áo choàng hoặc là vẫn theo cái thiết kế là mỏng mỏng vải và khoe thân kiểu giống như vậy. Đây là cái đặc trưng của nhân sư các bạn ha. Tuy nhiên thì nó sẽ có thêm một vài nét đặc trưng chấm phá khác khác so với bây giờ một tí. Về cái mình nhân sư ở phía sau thì hiện tại chúng ta nhìn, chúng ta sẽ không thấy cái nét kiêu sa quý phái trong cái con nhân sư này các bạn. Nhìn cái cặp giò kìa, nhìn cái đuôi phẩy phẩy kìa, nói chung là nhìn nó không có nét hoàng tộc và kiêu sa. Mình nghĩ nó sẽ theo cái trường phái ở Hoa Kình theo cái hướng sang hơn các bạn, sang hơn. Hiện tại thì nhìn cái phần nhân sư phía dưới nó hơi phèn, thì nếu mà sang hơn thì bốn cặp móng này sẽ được khoác lên mình, ít nhất thì cũng thêm được bốn cái đôi giày các bạn, bốn cái đôi giày, và được thì sẽ là đôi giày kim loại và có đính thêm một vài viên ngọc, nhìn nó sẽ sang và ngầu hơn. Còn với tạo hình ở trên mình cũng có thể là có thêm một vài cái nét chấm phá nào đó trên mình nữa để cho nhìn tạo hình của con phần nhân sư phía dưới nó ngầu hơn nha các bạn. Đây là phần tạo hình, mình nghĩ cái con Savia nó sẽ được thay đổi như vậy. Còn về kỹ năng thì có hai cái các bạn thấy ở Hoa Kình Belinda với cái kỹ năng nộ của nó các bạn. Kỹ năng nộ của con ở Hoa Kình Belinda nó vẫn giữ nguyên theo cái phong cách nộ của ở Hoa Kình Belinda, đó là giơ cây trượng lên và triệu hồi một đợt, nói chung là một cái nộ rầm từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà cái nộ sau của con ở Hoa Kình Belinda thì nó được update lên thành một cái đùng to full màn hình, còn lúc trước thì chỉ là một cái chòm tia từ trời giáng xuống các bạn, một chòm tia ánh sáng thần thánh từ trên trời giáng xuống. Như vậy thì với bộ kỹ năng của con Saphira này, có cái bộ kỹ năng của con Athalia thì cái chiêu nộ của con Atha được chuyển thành một cái kỹ năng phụ, trở thành kỹ năng chém xé. Thì đối với con Savia này mình không nghĩ cái chiêu nộ của nó lại lại được chuyển đổi thành một cái chiêu khác các bạn, nhưng mình nghĩ cái chiêu nộ về cơ bản nó sẽ giữ nguyên cái phong cách, đó là triệu hồi một cái thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà thay vì một viên thiên thạch thì lần này nó sẽ triệu hồi một cái đống thiên thạch. Nói chung là về độ hành tráng và khủng bố của kỹ năng thì nó sẽ tăng lên các bạn. Có thể là một đống thiên thạch từ trời rơi xuống, và cái khi mà nó triệu hồi nó cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian để vận công giống như hiện tại. Nó sẽ không mất quá nhiều thời gian để vận công giống như hiện tại nha. Đây là cái suy đoán về kỹ năng nộ mới của Savia sẽ là triệu hồi nhanh hơn, và không những là một quả thiên thạch mà là một đống thiên thạch từ trời rơi xuống các bạn. Có thể là không cần vận 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 cái cục này bắn lên trời, mà có thể là nó chỉ cần giơ cái trượng và triệu hồi, thế là ở trên trời một đống cái bắt đầu rơi xuống đùng 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 các bạn nha. Ok, đây là dự đoán về kỹ năng nộ. Tiếp theo về bộ kỹ năng của vị tướng này thì đây là một vị tướng cơ bản thì trong cái bộ kỹ năng của nó đã có boost hiệu quả tấn công, do đó thì mình sẽ dự đoán luôn kỹ năng thứ năm là kỹ năng thức tỉnh của Savia thì nó có liên quan tới boost hiệu quả tấn công của chính cô nha. Con này thì nó sẽ có hiệu quả boost tấn công của chính mình, và có thể đâu đó nó có thêm cái hiệu quả là giảm sát thương của kẻ địch. Đó, boost hiệu quả tấn công của chính mình và giảm sát thương của kẻ địch, đây là có thể là hiệu quả kỹ năng thứ năm của Savia. Rồi, về một cái đặc trưng nữa là đặc trưng những đòn đánh mà có thể gây lan ra nhiều mục tiêu. Thì thay vì hiện tại đó đang là một cái kỹ năng thì mình nghĩ cái con ở Hoa Kình nó sẽ dùng cái đòn đánh đó như là một đòn đánh thường. Tức là cái khả năng mà đánh lan sang nhiều nhiều mục tiêu của bạn nó sẽ là một cái đòn đánh thường, chứ không phải còn là một cái kỹ năng nữa. Một đòn đánh thường các bạn. Rồi, và cái con tướng này mình thấy nó có một cái xu hướng đó là bảo vệ lãnh thổ của chính mình. Bảo vệ lãnh thổ của chính mình là sao các bạn? Nói chung là nó sẽ tạo một cái vùng an toàn của chính mình ở trong đó, rồi đứng ở đó gây sát thương.
và nó sẽ là gây sát thương rất là nhiều đợt sát thương từ trên trời giáng xuống. Đó thì mình nghĩ cái kỹ năng trường tĩnh này này nó sẽ chuyển thành một cái kỹ năng khác mà nó có hiệu quả, gọi là hiệu quả rõ rệt và mạnh hơn các bạn, ngăn chặn hoàn toàn cái địch chẳng hạn, ngăn chặn hoàn toàn cái địch tiếp cận, hoặc là nó gia tăng thêm hiệu quả làm chậm cũng như hiệu quả ngăn cái địch không cho tiến vào cái vùng của con Savia này đứng, có thể thu hẹp lại cái vùng hoặc là cái vùng nó sẽ làm sao đó, nhưng mà nó sẽ tăng lên cái hiệu quả gọi là hiệu quả ngăn chặn cái địch tiếp cận mình. Rồi ok, về cơ bản thì bộ kỹ năng của em nó sẽ như vậy các bạn. Đòn đánh thường là sẽ gây sát thương lan và gây choáng, chiêu nổ sẽ triệu hồi một đống quả cầu từ trời giáng xuống, chiêu thức tỉnh của con này sẽ là boost hiệu quả tấn công của bản thân và giảm sát thương của kẻ địch. Còn nó có một cái chiêu tạo ra một cái vùng an toàn cho chính bản thân và đồng minh, có thể đứng ở trong đó và thoải mái gây sát thương. Các bạn nghĩ cái kỹ năng cũng như tạo hình của vị tướng Safiya ở các Awakening sắp tới sẽ như thế nào thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới video nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.